Thanh Vân và anh chồng cùng tần số sơ hở là tiểu phẩm, đi chăm bệnh mà khiến chồng sang chấn tâm lý phải vội kiểm tra phụ tùng. Bye bye. Giờ ông đi mổ rồi, ở đây mình chuẩn bị. Chồng cũng 10 năm rồi đó. 10 năm rồi đó. Gì? 10 năm hả? Cộng đồng mạng kiểu lấy chồng tính ra cũng vui. Ủa? Gì vậy? Tùng tắc tắc 5, 6, 7, 8 Tùng tắc Tùng tắc 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 Tùng tắc rồi. Khi bạn lấy chồng cùng tần số thì sẽ như thế nào? Nếu muốn biết thì cứ nhìn vào gia đình Ngô Thanh Vân, Huy Trần là rõ nhất. Từ ngày cưới Huy Trần, Ngô Thanh Vân khiến khán giả nhiều lần phải ngạc nhiên vì một tính cách hoàn toàn khác của mình. Từ một đả nữ màn ảnh với hình tượng cực cu ngầu, lạnh lùng, thế nhưng từ ngày lấy Huy Trần, Ngô Thanh Vân bỗng trở thành cô vợ lầy lội hết chỗ che, cứ dành thời gian là lại bày trò chô chồng khiến cộng đồng mạng lần nào cũng phải cười nghiêng ngả. Sau vụ bị Ngô Thanh Vân lừa mua phấn mất 15 triệu, Huy Trần dù đang đi mổ vẫn không thể tránh được kiếp nạn khi có người vợ siêu lầy sơ hở là đóng tiểu phẩm. Được biết, Huy Trần phải nhập viện để mổ dây chằng và người túc trực chăm sóc cho anh không ai khác chính là Ngô Thanh Vân. Thế nhưng chăm sóc đâu thì dân tình chưa thấy rõ, chỉ thấy cặp vợ chồng liên tục bày trò con bò trong bệnh viện từ rạng sáng đến nửa đêm. Mãi tới khi chồng vào phòng mổ, với tâm lý của người bình thường thì hẳn phải là ở ngoài lo lắng cho ca mổ của chồng thì mới đúng. Thế nhưng chẳng rõ tâm lý vặn vẹo khác người của Ngô Thanh Vân làm sao, nữ diễn viên ở ngoài chỉ lo trang điểm hóa trang để kiếm trò chọc chồng. Theo đó, trong lúc chờ chồng mổ, Ngô Thanh Vân đã có màn tự hóa trang thành một người phụ nữ trung niên, mái tóc lấm tấm bạc và mặt đầy nếp nhăn để lừa chồng đã hôn mê suốt 10 năm qua. Cuối cùng mày sai bản nhưng mà thôi. Chồng cũng 10 năm rồi đó. Ngay khi chồng tỉnh dậy, Ngô Thanh Vân vẫn điềm nhiên ngồi gọt cam rồi nói tỉnh bơ chồng ngủ 10 năm rồi đó. Vừa tỉnh dậy sau ca mổ nhìn thấy vợ, Huy Trần cứ là một fan sang chấn tâm lý rồi vội vàng lật chăn kiểm tra phụ tùng. Nhìn độ lầy lội của Ngô Thanh Vân và Huy Trần mà dân tình cứ phải cười sảng. Đúng là minh chứng cho câu khi bạn lấy chồng cùng tần số. Ngày xưa cứ tưởng chị Vân trầm tính hướng nội, giờ thì tui sai rồi. Anh Huy kiểu lấy vợ đạo diễn xong trải qua đủ kiếp nạn luôn, sơ hở là bị đem ra đóng tiểu phẩm. Nhìn chị Vân xong tự nhiên thấy tính ra lấy chồng cũng vui. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân có những màn trô chồng xứng danh huyền thoại. Trong một lần ngồi trang điểm, nữ diễn viên vẫn cứ phải là bày trò chọc chồng cho bằng được khi lừa chồng rằng mua một hộp phấn mắt nhỏ xíu giá tới 15 triệu đồng. Nghe xong giá tiền món mỹ phẩm của Ngô Thanh Vân, Huy Trần phải hoang mang tự hỏi liệu món đồ này xài đến cuối đời luôn đúng không? Sẽ là 700 đô. Coi thử cái màu đó. Đây có 700 đô à? À, mà mua tầm 10 triệu. Cái này xài đến cuối đời luôn đúng không? Độ cho chồng của Ngô Thanh Vân điểm 10 thì độ chiều vợ của Huy Trần cũng cứ phải gọi là điểm 100. Lúc nào cũng cặp cụi vào bếp nấu ăn cho vợ đã đành, Huy Trần còn luôn luôn hết bình hòa tan vào những lần bày trò của vợ. Bởi mới nói, lấy chồng lấy vợ mà cùng tần số với nhau kiểu này thì đúng là vui hết chỗ chê, cả ngày chỉ việc ăn ngon rồi cười sảng. Còn bạn thấy sao về những màn trô chồng của Ngô Thanh Vân? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé!